Thú nhồi bông. Con đó là con gì vậy cưng? Con này là con gấu hả anh? Vâng, con gấu. Có ý nghĩa gì không em? Con đấy là em hy vọng là một ngày nào đấy em sẽ là gấu của anh. Trời ơi, gấu dữ lắm nha. Rồi món quà của em thì sao? Đây là một cuốn sổ tay. Thì em hy vọng là từ hôm nay thì anh sẽ sử dụng một sổ tay này để ghi chép những cảm xúc của anh về em, về cuộc sống của anh. Xin cảm ơn em. Cuốn sổ của em rất có ý nghĩa và anh sẽ cố gắng ghi nhớ cái điều. Em là không bao giờ sống thử. Lý do? Tại vì nói chung nhìn em thì cũng rất là hiện đại nhưng mà em cũng rất là truyền thống. Cái mà sống thử thì nó sẽ có những vấn đề là chuyện vợ chồng á. Thì em muốn cái chuyện đó là chính thức. Bây giờ thì các Tường sẽ vào ngay nhiệm vụ của mình, đó là mai mối. Bạn trai đây rồi, còn bạn gái ở đâu? Tường sẽ ra bên ngoài và đưa bạn ấy vào ngay bây giờ nhé. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào hai bạn. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí rồi, mình sẽ giới thiệu thật lớn to rõ cho người đối diện có thể nghe được những thông tin của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước nè. Xin chào chương trình ạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Nguyễn Hùng Ngọc, em đến từ Nghệ An ạ, hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em thì làm bên kỹ thuật trong công ty xây dựng ở quận 2, chuyên về mảng bảo trì sửa chữa các cái công trình. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi Ngọc? Em 34 tuổi rồi ạ. Vào đây bao lâu rồi? Em vào đây được tầm khoảng 6 tháng. Ở mới 6 tháng à? Vâng. Và mình có dự định là sẽ lập nghiệp ở đây luôn không hay là chỉ là công tác tạm thời? Em sẽ dự định lập nghiệp ở đây. Mời bạn gái. Em chào chị Tường, chào anh trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Kim Quang, năm nay em 31 tuổi. Em quê tại Cần Thơ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng ở bên quận 2. Gốc quê mình là ở đâu? Em gốc bên nội là ở Hòa Bình, bên ngoài là ở Nghệ An. Thì hình như gốc cũng gần gần đâu đó giống nhau đúng không? Vâng. Nghệ An là cùng quê đó. Em ở huyện nào nhỉ? Quê ngoại em ở huyện Đô Lương. Cách chỗ mình cũng khoảng 30 cây. Nhưng mà giờ còn bà con cô bác gì ở ngoài đó không? Dạ, bà con cô bác ở ngoài đó nhiều. Vẫn còn, nhưng ba mẹ là ở Cần Thơ phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em tự lập, cá tính. Ừ. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, đôi khi cũng kỹ tính quá. Biết vậy thôi mình bớt đi. Khó quá là. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là ham học hỏi, hòa đồng với bạn bè, có cái tính rất tự lập rất là cao vì em tự lập từ bé. Điểm yếu của em thì hay ngủ nướng, trễ giờ công ty. Trễ giờ công ty rồi đi vậy đi làm vậy là có sao không? Dạ không sao, vì ngày xưa em sống ở Hà Nội á, mùa đông á hay ngủ muộn vì công ty ngoài đấy thì họ điều chỉnh giờ làm theo những cái mùa á. Mới vào đây thì em chưa thích nghi với cuộc sống ở trong này cho lắm. Khắc phục từ từ ha, mới 6 tháng ha. Thế còn tình yêu thì sao, tình trường thì sao? Với em thì tẻ qua có một cái tình 4 năm. 4 năm? Vâng, nhưng mà sau khi em đi nước ngoài, em có đi Hàn Quốc được 1 năm thì ở nhà bạn ấy yêu người khác. Và em chia tay năm 2016. Rồi còn em, tình trường mình sao? Dạ em có một mối tình chia tay năm 2012, kéo dài khoảng 13 tháng. Gia đình bên đó ngăn cản bởi vì không muốn đăng hộ đối. Thời gian đó thì nhà em cũng khó khăn. Nhưng tình yêu mình cũng chưa có đủ lớn lắm ha, để vượt qua. Bây giờ mọi thứ cũng tuổi cũng là hợp. Nếu mà được thì bao giờ em tính tới chuyện hôn nhân? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm. Mới vào đây thì chưa, cuộc sống chưa ổn định. Em thấy 6 tháng 1 năm có nhanh quá không? Về công việc của em thì nó tương đối ổn định. Với cái cuộc sống của em thì nó cũng đã đi vào những cái quy củ nền nếp á. Em nghĩ là như thế là được. Thế em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người vợ tương lai mình như thế nào? Tính em thì em sống về tình cảm. Em thích một người vợ biết nội trợ một chút, quan tâm gia đình. Còn vợ chồng thì có thể đi làm thì có thể chia sẻ. Khi mình về sớm mình có thể nấu cơm, giặt quần áo cho vợ. Nói chung là em có thể làm những cái công việc đấy vì em tính tự lập từ bé mà. Em biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho gia đình không? Dạ biết. Về ngoại hình? Em thì cao 1m70 nhưng mà em bản nữ thì khoảng 1m55 trở lên. Rồi, hợp lý. Tóc tai, quần áo, phong cách cổ điển hay hiện đại hay là em có yêu cầu? Về tóc tai, quần áo thì em chiều theo cái phong cách ăn mặc của người con gái đấy. Bởi vì phong cách ăn mặc, nói chung người ta cảm thấy thích và mặc như nào đẹp thì người ta sẽ tự chọn về phù hợp bản thân. Mình chỉ việc là ủng hộ. Còn bạn gái thì sao? Mình mong muốn tìm một người bạn trai, người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em mong muốn một người là về ngoại hình là ưa nhìn, cao hơn em, nặng hơn em. Về tính cách thì điềm tĩnh, chững chạc. Tại vì em đôi khi cũng có nóng tính á, thì em cần một người đối lập lại cho em. Và tuyệt đối là không hút thuốc. Tuyệt đối không hút thuốc? Có hút thuốc không em? Không ạ, em từ bé tới lớn em không hút thuốc.
Cười tươi quá ha, cười tươi ghê luôn. Rồi gì nữa? Bạn trai là người biết làm việc nhà. Hồi nãy anh có nói mà anh sống tự lập mà, với lại đi nước ngoài một mình nữa, đương nhiên phải tự làm chứ không làm ai làm. Ủa mà năm đó em đi là em đi để làm gì, đi công tác hay là sao? Em làm cho một công ty Hàn Quốc, xong rồi em đi sang để công tác. Có yêu cầu gì nữa không? À dạ, có đam mê thể thao. Có chơi thể thao gì không? Bóng đá được không em? Được, cái đó là thể thao, còn gì nữa? Được không em? Chị nói được là được. Chị thấy hai bạn rất là hợp lý với nhau á, chị thấy là phù hợp đó. Nhưng quan trọng là cái cảm xúc, quan trọng là mình gặp nhau, trái tim mình có rung động hay không, đó mới là điều quan trọng. Chứ nhìn một cái gọi là một cái nhìn sơ khởi là hai bạn là khá hợp nhau. Đây là một chàng trai rất là chín chắn, điềm đạm, sự nghiệp đã ổn định rồi, em cũng vậy. Nãy giờ mình trò chuyện, em hình dung cô gái bên này về ngoại hình đang như thế nào? Theo em dự đoán cao 1m khoảng 56 ạ. Khuôn mặt thì hiền. Phong cách ăn nói thì em nghĩ là đây là người rất là có duyên. Nếu như thật sự có cơ hội thì sẽ là một người đồng hành cùng với em trong suốt cuộc đời còn lại. Đang nói về ngoại hình, tóc tai, quần áo, trang phục. Tóc thì em nghĩ là sẽ tóc dài, trang phục thì màu trắng. Màu trắng, vâng. Tóc dài, vâng. Rồi còn em, đoán ảnh coi. Em đoán ảnh là da đen sạm. Da đen sạm, sao vậy? Sao đoán da đen sạm vậy? Nãy em nghe ảnh nói là ảnh làm bên công trình xây dựng. À, ảnh ngồi trong văn phòng em ơi, còn gì nữa không? Cao 1m7 thì chắc là cũng có một chút gọi là cơ bắp. Anh nặng bao nhiêu ký vậy anh? 61 ký. Ta kêu đoán mà hỏi cái gì, rồi còn gì nữa nè? Ăn mặc? Ăn mặc thì chắc là cũng năng động. Đố em biết ảnh đang mặc đồ màu gì? Anh sẽ mặc áo màu trắng hoặc là màu xanh nhạt. Trời ơi, hay quá, trúng hết trơn hết trọi luôn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy tìm đi. Tìm xem hồi nãy giờ cái người mình mô tả có trong tấm hình này hay không. Rồi, chọn đi, hai anh đó chọn anh nào. Tại sao lại chọn anh đó? 60 mấy ký. 60 mấy ký đó hả? Rồi, để coi nha, em chọn ra cổ chưa? Cô đây mắc kiến á hả? Cô này á hả? Lý do sao chọn cô đó? Trong suy nghĩ của em đoán cương cương thế. Trời ơi, tôi nhìn tôi còn không biết ai luôn á. Với hai bạn này nhìn rất là giống nhau. Giống nhau sao chọn cô đó? Sao không chọn cô này? Bởi vì em đoán áo màu trắng. À, đoán áo màu trắng. Thôi được rồi. Bây giờ hai bạn hãy nhìn vào cánh cửa trái tim này nha. Tường sẽ xem là hai bạn dự đoán ngày hôm nay đúng hay sai. 1, 2, 3. Chào anh. À, anh chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà để tặng anh. Cảm ơn. Mình coi quà trước đi, mình xem ý nghĩa món quà là gì đi. Thú nhồi bông. Con đó là con gì vậy cưng? Con này là con gấu hả anh? Vâng, con gấu. Có ý nghĩa gì không em? Con đấy là em hy vọng là một ngày nào đấy em sẽ là gấu của anh. Trời ơi, gấu dữ lắm nha. Sao không hy vọng em một ngày nào đó là con mèo của anh, mà hy vọng một ngày nào đó em là con gấu của anh? Bởi vì mình tặng con gấu mà chị. Thì mình sẽ tặng con mèo, mình đi kiếm con mèo. Vậy là tại em nha, mấy mốt cổ dữ là tại lỗi em, đúng không em? Đúng không? Anh dạy chị. Rồi, món quà của em thì sao? Đây là một cuốn sổ tay. Thì em hy vọng là từ hôm nay thì anh sẽ sử dụng một sổ tay này để ghi chép những cảm xúc của anh về em, về cuộc sống của anh. À, xin cảm ơn em. À, cuốn sổ của em rất có ý nghĩa và anh sẽ cố gắng ghi nhớ cái điều. Rồi, bây giờ quay lại cái tấm hình đi. Cầm tấm hình lên đi hai bạn. Em gái đoán đúng không? Em đúng. Em đúng. Bạn trai sao nè? Này, chắc sai, chắc cô áo xanh. À. Bởi vì cô ấy cắt tóc ngắn. À, rồi giờ sao? Phạt ảnh cái gì em? À, anh hát một bài hát cho em đi. À, vậy hả? Anh xin hát bài về... Không cần nhớ tựa, cần nhớ hát là được rồi. Nhiều khi anh thầm mơ mơ về một thời trẻ thơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi, thì anh sẽ giữ mãi giấc mơ đó ở trong trái tim anh mà thôi. Rồi, cũng có ý nghĩa. Hình phạt này ổn không em? Dạ ổn. Rồi, cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là gì? Với em thì em thấy cũng hơi khác so với những gì em nghĩ. Bởi vì em đã đoán tóc dài, bà ấy tóc ngắn. Nhưng mà vấn đề đấy thì không quan trọng. Còn em, lần đầu tiên cánh cửa này mở ra nhìn thấy ảnh thì em có cảm xúc gì? Cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy nhau, em thấy ảnh như thế nào? Thì em thấy ảnh hiền. Còn em? Thấy bạn này rất là vui tính. Vui tính? Vâng. Rồi. Và năng động. Năng động, vui tính. Bây giờ chị Tường sẽ tạo thêm cho các bạn cơ hội để gần gũi nhau nhiều hơn, trò chuyện với nhau được sâu hơn. Mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon từ nhà hàng Bao Điểm Sắm.
Bây giờ Cát Tường mời hai bạn ha thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng mì khô dầu hào xá xíu nè, chân vịt sốt bào ngư nè, và món cua cuộn rồng biển rất là hấp dẫn ha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại, chúc hai bạn ngon miệng. Chị Tường không ăn hả? Chị Tường ra ngoài ăn em ơi. Anh mời em nhé. Theo em thì quan niệm thế nào về tình yêu? Đối với em thì là cái quan trọng là hai người phải biết chia sẻ. Nếu như giả sử như mà do công việc của anh họ bận quá hoặc là hay về muộn ấy, thì em nghĩ thế nào? Có thể là những cái sự cố phát sinh ấy, thì có thể là hay về muộn. Ví dụ như hôm nay anh hẹn em đi xem phim hoặc là đi uống cà phê, nhưng mà do ở công ty của anh á, nó xảy ra cái sự cố thì anh phải khắc phục, thì em có thể bỏ qua. Cái mà em phản ứng lại nó còn tùy thuộc vào thái độ của anh. Chẳng hạn như anh hẹn em rồi nhưng mà anh trễ thì anh có báo trước cho em hay không, hay là anh cứ để em chờ như vậy, thì em sẽ tùy thuộc vào cái mà anh nói thử với em như vậy. Cảm xúc của em đôi khi cũng rất là ích kỷ, nhưng mà em cũng rất là biết suy nghĩ. Anh mời em anh. Dạ. Em làm thế thứ bảy chủ nhật được nghỉ không? Thứ bảy là buổi sáng. Anh có phải tăng ca không? Anh thì ít tăng ca lắm, nhưng mà bọn anh có cái vấn đề gì hoặc là sự cố gì thì anh cũng phải là xử lý. Bọn anh thì không phải đi công trình. Em thì nói chung là em tôn trọng là công việc riêng và không gian riêng của nhau. Nhưng mà nếu như là đã xác định là tìm hiểu nhau thì phải có trách nhiệm với nhau. Chẳng hạn như là mình cũng bận công việc thật, nhưng mà mình phải có một cái chút gì đó gọi là quan tâm, chứ không phải là mình cứ viện cớ là công việc hoài là như thế. Em cũng không đồng ý. Với em muốn hỏi anh thêm một vấn đề nữa là em là người có xăm mình thì anh có thành kiến về việc này hay không? Không biết là em xăm chỗ nào nó tinh kín là được, chỉ anh với em biết thôi. Anh cũng hay đi giao lưu bạn bè á, biết đâu sau này em có đi cùng anh. Nếu như sau này mà lập gia đình á thì anh sẽ ở đâu? Anh thì anh xác định ở đây rồi. Bao lâu anh về quê một lần? Anh thì một năm chắc về 2-3 lần. Em cũng sắp về, tức là khoảng giữa tháng 1 dương lịch là em về. Em về khoảng 2-3 ngày. Em về Nghệ An đó nha, chứ không phải là về nhà em. Nhà em ở Cần Thơ. Về Nghệ An hả? Nhà ở đây giờ có bà con cô bác gì đấy? Họ hàng nhà em ở ngoài Nghệ An hết, có mỗi mẹ em vào đây thôi. Ôi, tôi no bụng rồi. Ủa, chị ăn nhanh vậy? Trời ơi, nhanh chứ em. Trời, đi làm thời buổi công nghệ mà phải ăn nhanh chứ. Sao rồi, nãy giờ hai mình trò chuyện được cái gì nhiều chưa? Vâng, em có hỏi qua về bạn ấy, về xem lịch thời gian làm việc với lại công việc thế nào để em còn sắp xếp nếu có cơ hội. Nãy giờ thấy phù hợp không? Cái quan trọng là suy nghĩ của bạn ấy thôi, còn em thì xác định rồi. Giờ hỏi bạn gái trước nè, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Em là không bao giờ sống thử. Lý do? Tại vì á, nói chung nhìn em thì cũng rất là hiện đại nhưng mà em cũng rất là truyền thống. Cái mà sống thử thì nó sẽ có những vấn đề là chuyện vợ chồng á, thì em muốn cái chuyện đó là chính thức. Em nghĩ sao về hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn? Về quan điểm cá nhân của em á, đôi khi tuổi trẻ nó sẽ là có những cái hạn chế về cái trải nghiệm và suy nghĩ. Nhiều khi cũng là tùy hoàn cảnh của từng người. Họ ở những vị trí khác nhau, họ sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Bạn trai em nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng là thà mình sống thử trước để mình biết chắc có hợp với nhau không, rồi mình mới lấy, để mình sống được lâu dài bên nhau hơn, còn hơn là cưới xong về rồi là không biết gì về nhau, rồi xong lúc đó vỡ lẽ ra rồi lại chia tay. Em thì cuộc sống rất là thực dụng, bởi vì thực ra ấy, thì cái quan niệm sống thử hay là sống khi kết sau kết hôn á, đối với em thì nó không quan trọng. Khi một người con trai lấy vợ hoặc là khi một người lấy chồng á, thì nó phụ thuộc vào cái người vợ và người chồng làm sao để mà cùng một cái ý kiến. Khi sinh ra trong một con người thì không ai là hợp nhau cả. Vậy khi mà mình về chung một nhà rồi á, thì mình sẽ có một cái suy nghĩ nó tiến bộ hơn, nó khác đi và nó thoáng hơn. Với em thì em không quan niệm về vấn đề là sống thử hay là sống sau kết hôn. Em thì cũng suy nghĩ tương đối giống bạn ấy. Thì bao giờ mình kết hôn chính thức thì lúc đấy mình hẳn về với nhau, thì em thấy nó sẽ là tốt hơn. Bây giờ trên tay Tường có những câu hỏi, mỗi bạn chỉ bóc một lá bài thôi và thực hiện giùm cho chị những cái điều ở trong này. Đọc lớn lên đi em. Hãy vẽ lại hình ảnh người bạn trai hôm nay trong 2 phút. Hả? Hơi khó. Rồi, ok, mời bạn. Có hình mẫu ngồi phía trước luôn. Trời, tạo dáng đẹp đẹp. 8,5 chị. 8,5 luôn hả? Dữ vậy hả? Ủa nhưng mà giống mà đúng không? Đây nè, giống mà, chứ bộ. Thì em bảo 8,5 đó. Đẹp à, được nha. Em thì không vẽ như này đâu. Chứ em vẽ làm sao? Xấu hơn. Vậy hả? Ủa sao làm mà bên kỹ thuật mà đáng lẽ cũng phải vẽ đẹp chứ ta? Bọn em thì nhưng mà bản đồ là chính thôi. Rồi, mời em. Bạn hay vẽ con đường từ ánh mắt đến trái tim đối phương. Vẽ con đường từ ánh mắt đến
trái tim đối phương. Rồi đưa cái giấy cho anh bạn này đi. Bạn kỹ sư đó, bạn muốn vẽ gì bạn vẽ. Bạn hãy vẽ con đường từ ánh mắt đến trái tim đối phương. Trời ơi, là vẽ cái gì tôi không hiểu luôn á. Trừu tượng quá chị. Chưa tưởng tượng ra đó. Nhưng tôi em cứ vẽ. Rồi đưa lại cho bạn gái coi coi bạn hiểu gì không. Chứ tôi không hiểu rồi đó. Sao em? Em đoán là em bên đây, anh bên đây. Đi tới sẽ cách nhau một cái giao lộ ở đây. Đi tới đây gặp nhau. Gặp nhau ở đây hả? Trời, em đoán hay dữ vậy. Ủa sao em lại ở đây, anh ở đây, lý do gì? Hoặc là ngược lại cũng được. Sao con người này có hai chân, người này ba chân? Thuyết trình đi, đưa cho bạn ấy thuyết trình đi em. Đó, em thuyết trình coi con đường từ ánh mắt tới trái tim là sao vậy? Câu hỏi này đối với em hơi tiểu tượng. Nhưng mà em ở đây ở một cái giữa một cái cuộc sống đang chênh vênh. Không có một cái ngăn gì cả. Nhưng mà khi mà đã gặp em ý thì em sẽ có một con đường định hướng như tên. Và ở qua một cái ngã tư này thì ở ngã tư này nó chỉ có một hướng thôi. Đã có ngã ma. Nhưng chỉ có một hướng, em sẽ ngăn cái hướng này này. Và em sẽ đi theo cái hướng này để gặp bạn. Đúng một con đường để đi thôi đúng không? Đúng một con đường để đi thôi. Em chặt lách rồi á. Cái ba chân đó là em á. Ảnh có hai chân à. Con đường tôi có mũi tên chỉ á. Chứ nếu mà ngược lại thành thử em đi theo ảnh sao? Ảnh từ rồi ánh mắt ảnh tới trái tim em. Hay quá, vỗ tay. Chấm điểm đi em, chấm điểm. Cho anh 9 điểm. Trời ơi, gì rộng dữ vậy. Hồi nãy là cho có 8 điểm rưỡi, giờ cho là 9 điểm. Giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau nha. Hôm nay chúng ta cũng trò chuyện khá nhiều rồi. Mỗi bạn sẽ cho chị một câu nói về hiện tại giờ bản thân mình đang nghĩ điều gì, muốn tỏ tình, muốn gửi gắm cảm xúc hay muốn chia sẻ gì đó. Tùy hai bạn, 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Với anh thì cơ hội sẽ có, mà nếu như mình tận dụng được cơ hội đấy thì chắc chắn con đường về trước sẽ là con đường rộng và mới mẻ. Em cũng nghĩ cơ hội đến thì mình cũng nên nắm giữ lấy cơ hội và sẽ trân trọng cái cơ hội này. Anh cũng hy vọng là như thế. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm mạnh vào nút bấm, không đồng ý chúng ta sẽ lấy tay ra. Quyền quyết định là của các bạn, Tường chỉ là cái cầu nối thôi. Xin mời hai bạn nhắm mắt lại ạ. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian, rất nhanh lẹ. Tôi kêu nhắm mắt mà không ai nhắm hết. Thích nhìn, nhìn để coi mình làm gì. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Mời hai bạn nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau để kỷ niệm ngày hôm nay chính thức chúng ta tìm hiểu nhau. Trời, nhanh quá, tôi chưa kịp giới thiệu luôn, làm luôn rồi. Gửi tặng cho bạn phần quà từ chương trình là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim từ rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Tính Thắng. Đến nơi xem phim ha, tỏ tình với nhau ha, lãng mạn hạnh phúc ha. Có tin vui thì sớm báo cho chị Tường biết nha. Yeah. Hai bạn rất là xứng đôi, ngay từ đầu chị Tường đã chia sẻ rồi. Nắm tay nhau, trời ơi, cầm cái vé xem phim chi chặt dữ vậy. Rồi, chúc mừng hai bạn và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì bà Mai cũng đã hoàn thành xuất sắc cái vai trò của mình rồi. Đây là một cặp đôi mà Tường nghĩ rằng rất có tiềm năng, bởi vì họ đều là những người rất là trưởng thành và đã chín chắn và tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống của mình rồi. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ chương trình Hẹn Ăn Trưa nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube NCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.